Chào các bạn, mình đang ở đây với Hoàng Anh. Chắc không nhiều người biết Hoàng Anh, nhưng Hoàng Anh chính là người đã cùng sáng lập Tieng Viet Oi với mình và cùng mình vận hành Tieng Viet Oi trong những năm đầu tiên. Chào các bạn, mình tên là Hoàng Anh và mình cũng đã từng xuất hiện với Lan ở TVO ở đâu đó trong những năm vận hành đầu tiên. Tuy nhiên là hiện giờ thì mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và mình không có cơ hội để tới văn phòng TVO làm việc cùng mọi người. Nên là rất khó để tìm thấy mình. Tuy nhiên là mình có xuất hiện trong một video duy nhất của Tieng Viet Oi. Thì đố các bạn biết đó là video nào? Nếu các bạn tìm được video đó rất khó thì có thể comment ở dưới cho bọn mình nhé. Lý do Hoàng Anh không làm việc Tieng Viet Oi nữa là vì Hoàng Anh đã, nói thế nào nhỉ, đi theo tiếng gọi của đam mê. Hoàng Anh có thể chia sẻ đam mê của mình cho mọi người không? Thật ra thì cụ thể là mình đang làm giáo viên ở trong thành phố Hồ Chí Minh và đam mê của mình là chế tạo máy móc, robot. Thì các bạn có thể tìm kiếm đâu đó trên YouTube từ khóa robot cho mọi người thì các bạn sẽ tìm thấy mình. Hôm nay Hoàng Anh quay lại Hà Nội để ăn Tết với gia đình. Và vì tranh thủ có Hoàng Anh ở đây nên bọn mình đã quyết định làm một video vui với nhau. Trong video này thì Hoa là người ngồi đằng sau máy ảnh, các bạn không nhìn được à. Sẽ hỏi bọn mình một số câu hỏi và bọn mình sẽ viết câu trả lời lên tờ giấy này để xem mình và Hoàng Anh, các câu trả lời của mình và Hoàng Anh có khớp nhau hay không? Hy vọng là không khớp. Hoàng Anh sẵn sàng chưa? Ok. Ready. Sinh nhật của người đối diện là bao nhiêu? Thế giới quyền này. Thôi bỏ qua năm sinh nha. Sinh nhật thôi đúng không? Sẵn sàng chưa? Rồi. 1, 2, 3. Đúng không? Đúng không? Oh yeah, đúng. Đúng. Được rồi. Bạn rất tốt. Nhất là vẫn còn nhớ là sinh nhật Lan. Thật ra cũng quên sinh nhật của khá nhiều bạn rồi đấy. Một từ để miêu tả người đối diện. Bạn đứng phản xạ. Người ngồi cạnh bạn. Người đối diện à? Tôi có một, không biết, tôi có một idea mà không biết từ này gói gọn trong một từ là như nào. Nhanh đấy. Hai từ được không? Mình có quá nhiều phẩm chất. Ok, sẵn sàng chưa? Ok. Hai từ, của tớ là hai từ nhá. Đó là một từ. Rất may là bọn mình làm việc cùng với nhau tại vì mình là người khá là kiểu thư giãn, khá là nhẹ nhàng trong công việc ấy. Mình không đặt ra nhiều mục tiêu cho Tieng Viet Oi lắm mà mình khá là hài lòng với thực tại. Tuy nhiên thì rất may làm việc với Hoàng Anh vì Hoàng Anh là người rất tham vọng và chính vì có Hoàng Anh thúc đẩy nên là Tieng Viet Oi càng ngày càng phát triển. Còn nếu mà bọn mình làm chắc là lúc nào cũng dậm chân tại chỗ. Cái thứ hai là dám nghĩ dám làm. Hoàng Anh nghĩ giống kiểu một người kinh doanh hơn nhỉ? Tức là có ý tưởng thì sẽ cố thực hiện ý tưởng đó. Còn mình thì sẽ hay bị sợ nhiều những cái vấn đề và khó khăn nên mình sẽ hơi bị sợ. Năng lượng. Ừ. Thì thật ra là có một cái mà mình thấy ở Lan và cái này thì mình không được nhiều sức mạnh, nhiều năng lượng như vậy. Đó là cái năng lượng để mà truyền tải những cái bài học trên video, trên YouTube là mọi người cảm thấy yêu thích Tieng Viet Oi. Và quả thật là nhờ cái năng lượng đó mà mình có một cái tinh thần tuyệt vời ở trong Tieng Viet Oi, trên những video lúc nào thì cũng cảm thấy là học sinh được bơm năng lượng để học tiếng Việt vậy. Kể một tật xấu của người bên cạnh. Chết từ rồi. Khi làm việc. Khi làm việc hả? Nhưng mà không làm việc với nhau nhiều lắm. Thật sự là không làm việc nhau 3 năm rồi. Trước đây, thôi trước xong. Rõ ràng dễ. Ố, tớ tớ. Xong, đã nghĩ xong, tuyệt vời. Ok. Rồi ok. Ai muốn nói xấu trước đây? 2, 3. Gì đấy? Đây mất gì? Đây mất tập trung. Đây chứ mà là chưa tập trung à? Nhầm, xin lỗi, viết ra thiếu một chữ. Hoàng Anh và mình cùng làm Tieng Viet Oi và hai đứa có hai cái năng lượng khá là khác nhau. Hoàng Anh thì rất gọi là gì nhỉ? Rất tham vọng và rất có nhiều ý tưởng để phát triển cuộc sống mà các bạn, cuộc sống phát triển công ty. Còn mình thì kiểu hơi mơ mộng ấy. Chính ra hai người rất khác nhau nhưng làm việc với nhau rất hợp, tại vì Hoàng Anh kiểu làm cân bằng cái sự mơ mộng của mình và mình cũng làm cân bằng cái sự gọi là nghiêm túc trong, quá nghiêm túc trong công việc của Hoàng Anh. Quá nghiêm túc. Cái keyword của mình là Lan rất dễ mất tập trung. Đây là một tính xấu mà Lan luôn thể hiện ở khắp mọi nơi. Ngay lúc nãy thôi, nói chung là lúc nào cũng thế. Lan sẽ ví dụ như là đang định làm cái việc này nhưng mà khi mà có một thứ gì come up như là một món ăn nào đó, một trò chơi nào đó, một câu chuyện về những người bạn xàm xí nào đó thì Hoàng Lan... biết tại sao Hoàng Anh nói thế không?
Hay tại vì rất lâu Hoàng không làm việc với Hoa. Tức là Hoa cũng vậy ha. Hoa còn ở mức độ cao hơn đó. Ok, thế cái tâm hồn của Lan sẽ bị nhấc khỏi công việc bình thường, những cái thứ mình đang làm, đang nói để biến mất vào đống đồ ăn, thức uống, bạn bè, những câu chuyện xàm xí đó. Rồi, cảm ơn. Ok, cũng chính xác. Chính xác đúng không? Ok, câu tiếp theo. Lần tranh luận căng thẳng nhất của hai người là khi nào? Quên rồi đấy. Lần tranh luận căng thẳng nhất. Không nhớ nữa. Hai năm trước thì phải. Chắc là lúc mình còn ở Hà Nội. Câu này chắc mình sẽ trả lời là mình và Hoàng Anh tranh luận có rất nhiều cuộc tranh luận căng thẳng, đặc biệt là trong những năm đầu tiên của Tiếng Việt Ơi. Tại vì hồi đó kiểu Tiếng Việt Ơi rất mới, chưa biết là phải hoạt động như thế nào, nên là có rất nhiều quyết định cần đưa ra mà mình với Hoàng Anh hệ kiểu quá khác nhau luôn. Tiện thể là một gợi ý cho các bạn làm kinh doanh cho nó dễ thì đôi khi thì kiểu gì mình cũng phải khác nhau thôi, thì cứ trao quyền quyết định cuối cùng cho một người, thế là xong, sau đó thì mình nhảy vào tranh luận, cứ tự do mà tranh luận. Ừ. Tiếng Việt Ơi hiện tại có bao nhiêu giáo viên? Chết tôi rồi. Chị không biết đâu. Chính xác nhỉ? À, cả ba miền đó hả? Rồi các bạn là giáo viên là nhớ comment tên của mình vào để mình đếm nha. 1, 2, 3. Cũng khá. Quay. Đại khái thì đây là con số lần. Ôi đấy. Không biết đâu. Không biết. Trước của Tiếng Việt Ơi có bao nhiêu subscriber? Ôi, easy. Chắc chắn là đúng luôn. Chắc chắn là đúng luôn. Sẵn sàng nha. Ok. 1, 2, 3. Đúng luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hơi vớ vẩn một tí của bọn mình. Rất là xàm xí. Và hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội trong tương lai mà Hoàng Anh sẽ xuất hiện cùng với Tiếng Việt Ơi. Và nếu các bạn thấy thích cái video xàm xí này thì các bạn hãy subscribe. Nếu các bạn chưa subscribe nha, và ấn nút thông báo để cập nhật những video mới nhất của Tiếng Việt Ơi. Tạm biệt. Tạm biệt. Rồi. 1, 2, 3.